Kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, bố con đã mất được gần 2 năm. Trước khi mất, bố con ăn chay đã được gần 2 tháng. Con đã được biết Phật Pháp, con đã bày cho bố con câu tác ý, tâm bất động, hẳn an lạc, vô sự. Theo duyên ấy, bố con có được tái sanh làm người không ạ? Con xin hết. Thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho con. Khi mà biết sử dụng những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là cái chân lý của Đạo Phật. Nó cô đọng ở trong mấy từ, một cụm từ rất ngắn gọn. Mà nếu trước giờ phút lâm chung mà chúng ta biết giữ được cái niệm đó thì chúng ta sẽ đi tái, có tái sanh thì cũng tái sanh trong những cái nhà có đủ phước duyên để chúng ta tiếp tục tu tập. Còn nếu mà không tái sanh thì chắc chắn cái điều mà không tái sanh thì không bao giờ có. Nghĩa là con người là luôn lúc nào chúng ta cũng tiếp tục tái sanh luân hồi. Thậm chí như sanh làm con trùng, con dế nữa, chứ không phải là làm người không đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta giữ được cái câu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái chân lý của Đạo Phật để giúp chúng ta thoát khổ đó, mấy con. Cho nên cố gắng nhớ những cái lời dạy đó.